nhiều thế kỷ, mùa khế đã tạo nên mái tóc đẹp cho phụ nữ chúng mình. Ngày nay, khi không có thời gian dùng bột khế, mình vẫn muốn mái tóc đẹp như xưa. Và mình đã tìm thấy Rejoice siêu mượt. Này có thêm chất siêu mượt. Rejoice siêu mượt cho mình mái tóc thật suôn, thật mềm mại, lại tiện lợi nhanh chóng. Nên mình có thời gian làm nhiều việc khác.